mới lẹ đo rồi nha, giờ mình làm đấu lên cũng như vậy nha chú ha, mắt nhìn thẳng cho. Giờ đến dây 3, dây 4, dây 6 là gồm dây bật nhãn với lại cái hoàn tử đồng tử với lại mà một cái có đèn không ha? Có. Có cái đèn không em? Soi. Nhà soi. Cảm ơn. Dạ rồi, bây giờ trước tiên đó là mình sẽ có bật nhãn. Ha, bật nhãn chú giữ đầu thẳng. Nhưng mà mắt chú nhìn theo cái ý của con nha, nhìn đầu thẳng nha, đầu đừng di chuyển ha. Vậy ha, mắt lại giùm con.
6. Ha. Đủ ha. Nhánh trên, nhánh 1, nhánh 2, nhánh 3. Hai bên. Rồi. Còn này còn khám gì nữa? Dây hàng trên sinh 3. Mọi người nhớ không? Cơ cắn cơ nha. Rồi. Chú cắn chặt răng lại. Nha. Đây, nhóm cơ hai bên nha. Rồi, chú thả cầm lên. Ha. Bên trái. Rồi thả. Ha. Rồi. Đó là xong khám dây 5. Mình đến dây số 7 là thần kinh mặt. Dây kinh mặt về chú nhướng mày lên. Rồi cho mày là nhắm mắt lại. Mở mắt ra. Tỉnh được. Rồi chú ngồi. Rồi, phòng má. Phòng hạch phòng chặt. Phòng chặt. Chắc hai bên ha. Rồi nghiêng ra giường. Rồi. Đó. À, mình thấy nếp nhăn chán chú còn, nãy chứ nếp nhăn chán chú còn ha, nếp mũi má còn rõ ha, mắt nhắm kín hai bên, rồi nhân chung không méo lên, rồi dấu chặt lên beo âm tính. Rồi còn về khám 2/3 chiếc lưỡi thì chuẩn bị hai cốc nước, một cái là cốc nước đường, một cái là cốc nước muối. Và mình chuẩn bị một tờ giấy ghi chữ muối và đi mặn và ngọt cho bệnh nhân thè lưỡi. Mình hướng dẫn nói với bệnh nhân bây giờ là một lát chú thè lưỡi ra, con sẽ lấy tăm bông này con chậm vô hai cái nước muối, nước và đường luôn, nói cho trên nước trong này hai một trong hai nước chú chậm vô chú lưỡi của chú không gục lưỡi lại và chú cảm nhận coi nó là mặn hay ngọt, thì tay chú chỉ vô cái tờ giấy mặn ngọt, nói với em bệnh nhân nghe luôn. Thì khi mình chậm vô mình đưa lên lưỡi và bệnh nhân chỉ không cho gặp lưỡi lại ha. Rồi đó là khám vị giác 2/3 chiếc lưỡi. Thưa cô, em hỏi cái câu như nếu mà mình khám hai cái tác dạng thì mình có phải cho bệnh nhân là ngậm nước rắn không? Nếu là có nghĩa là mình khám mình trái xong là từ xong mình ngậm với nước để giống như súc hoặc xúc là uống dạ, ha, rồi xong mình làm bên phải ha, còn cái đó. Rồi trong cái khám dây 7 mình còn có hỏi coi là chú có hay chảy nước mắt sống không, chảy nước mắt không, rồi có hay cái tăng tiết nước bọt trong miệng không, có nhiều không? Nhiều lắm. Vậy ha, đó là khám về sự tăng tiết nước bọt với nước mắt. Rồi thì mình còn đến dây mày do nào nữa, dây 8. Dây 8 là thính giác hay là tiền đình ốc tai, thì con này là chú nhắm mắt lại, chú có nghe gì không? Rồi cái này ha, mình chỉ cần nghe thôi. Còn như muốn chính xác về chuyên khoa về bên tai á, thì người ta có những cái dụng cụ đo tính nè. Còn nghe này mình chỉ muốn coi là cảm giác nghe của bệnh nhân thôi. Rồi bây giờ trong tiền đình ốc tai mình còn có một cái đó là trumpet test. Rồi phiền chú đứng dậy dùm. Chú quay mặt về phía này ha. Rồi hai chân chậm lại chị con, hai mũi chân sát lại luôn, hai mũi chân sát lại. Đúng rồi, hai chân sát luôn. À, hai tay chú đưa ra trước. Ha. Để ngồi ghế này. Có gì hả? Có gì hả? Ra như vậy thì trong bên đấy chuyện tin. Chuyện tin, nhưng mà nhẹ thôi. Cho mình cũng có đó. Những người mà quay hay đi thang máy mà buồn nôn, hoặc đi xe hơi buồn nôn, máy bay buồn nôn cần tiền đình đó. Mình cũng có. Xe sống nặng rồi đó. Đó là dây 8 ha. Như vậy thì dây 8 xong đến được dây 9 và dây 10. Mình nói lại ha. Dây 9 là để nâng cơ vòm họng hai bên có đều hay không và phản xạ nôn. Dây 10 á thì là phản xạ khi mà mình quét vô cái vòm họng thì nó sẽ co rút cái vòm họng lên. Cho nên mình gom lại hai cái vô là một.
mình chỉ cần khám là mọc đè lưỡi gọi đèn vô kêu bệnh nhân A và coi sự nâng lên của vòng họng là được. Mình sáng quá. Mà thấy được rồi là sao thấy được. Một lát á, có thể làm cho mọi người ha. Mình đè là đè khoảng 2/3 chiếc lưỡi thôi, đừng đè vô sâu, đè nhẹ thôi. Cái là ban đầu mới vừa đưa cái miệng lên là thấy cái lưỡi nó che cái vòng họng, mình không thấy. Nhưng mình cứ đè nhẹ cái lưỡi đi, khi A nó vòng họng nâng lên liền, mình đều khoảng 2 bên. Một lát mọi người có thể cảm nhận ha. Có bao giấy giấy workshop để bỏ cái rác ngay cái là để bỏ rác. À vậy là xong dây 9 và dây 10. Còn dây 9 là dây 10 lăng thang nè, dây 10 là thiệt hồng nè. Đến phản xạ nôn thì phản xạ nôn cũng vậy là đè lưỡi trọi đèn và lấy cái tăm bông quết lên hai bên ha, nghe phản xạ nôn nói thôi không làm nha. Rồi bên đến dây 11 là dây thần kinh phụ. Dây thần kinh phụ là mình sẽ coi là có bị yếu cơ thang và cơ ức động trực hay không. Bị cơ thang mình sẽ dịch ở đây cơ mai ha, nghe rõ ràng cơ thang cảm nhận này ha. Rồi. Bây giờ cảm ức động trực bên đây. Chúc mừng xoay. Quay cổ à. Đúng rồi. Hai cỡ đúng. Rồi chú xoay một này. Cỡ rồi so sánh hai bên. Là cái tay mình nâng đẩy qua. Không, chú ngưng qua mình đẩy lại. Nó mới càng về. Nhưng mà đồng nhẹ thôi, mình làm nhẹ thôi, không cần phải đồng mặt ha. Rồi. Dây là dây xong dây 11 mà đến dây 12 là dây hạ thì bây giờ mình trước mắt là mình coi vận động với lại cái câu cái lưỡi ha. Bây giờ là chú hạ thì ra cái ống thông chú hạ mình để lưỡi mình sang để lưỡi này nhẹ để bình thường ở dưới vẫn còn vẫn còn đó. Mình quan sát coi cái lưỡi ha. À, lưỡi có teo mình có teo không? Rồi có rung không? Ha. Rồi xong thì thè lưỡi dài ra rồi trong cái lỗ lại khi trước là khi thè lưỡi ra và rút lại cái cử động nó không lệch trái không lệch phải ha. Rồi bây giờ chúng nhận định là chúng đá lưỡi trên má ở đây. Rồi đá lưỡi má ở đây nằm sức cơ rồi như vậy là xong dây 12 à thì rồi hết rồi nhanh không mọi người vừa 2 tiếng 16 phút. Ủa đã nói là kiểm tra thi là mình chỉ cho làm một giây mà một giây nhưng mà ví dụ như là giây 3, giây 4, giây 6 mà chung bộ là phải tập trung. À còn như mấy kia là cái một giây là một giây. Tim nghe tim hoặc là nghe tim hoặc là sờ tim một phần thôi, cho nên là cơ học chỉ đến một lần và lần thứ hai không có lần thứ ba. Cô dùng như thần chi không phải dùng cho cái gì chơi.